Tìm mà tìm con ơi, thả đã
thầm mong ngóng con trở về với mẹ. Mẹ, mẹ, con ơi, con nằm xuống đây ngủ đi con. Mẹ sẽ ru con lời ru của mẹ từ thuở ấu thơ. Con chào mà, anh ấy nhớ gì không hả mà? Các con, nó chỉ mê sảng và thiếp đi thôi. Báo cáo thủ trưởng, tôi Hoàng Văn Thắng, trạm T-15, trung đoàn 592 đã có mặt để nhận nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, nghe. Đồng chí Thắng báo cáo, đồng chí quê ở đâu? Báo cáo thủ trưởng, tôi quê Phú Linh, Sóc Sơn, Hà Nội. Tốt lắm, cho đồng chí nghỉ, chuẩn bị quân tư trang về tranh thủ 5 ngày, theo xe đơn vị. Rõ. Mẹ ơi, anh ấy nhớ được rồi. Con tôi nhớ thật rồi sao? Mẹ ơi, con được về tranh thủ rồi, con được về phép rồi, con được về quê. Mẹ ơi,
con là thắng của mẹ đây. Mẹ con trai của mẹ, con đã về với mẹ thật rồi sao? Con ơi, bao năm mẹ vẫn chờ, con xin mẹ thể tình cho con trẻ lòng tham con chưa đi mẹ với mẹ lời tri ân đồng đội. Các đồng chí đã ngã xuống để cho tôi được sống hôm nay. Con xin cảm ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng. Nào các đồng chí ơi, hãy hát vang lên điệu chèo mừng quê hương đất nước đổi mới đẹp giàu. Chiến thắng